Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, một tin vui cho những du khách Việt Nam yêu thích vẻ đẹp thơ mộng của xứ sở Kim Chi, đó là Hàn Quốc chính thức cấp lại visa du lịch ngắn hạn cho du khách quốc tế, trong đó có Việt Nam. Ngay từ khi nhận được thông tin này, các doanh nghiệp lữ hành đã lên lịch mở bán nhiều sản phẩm du lịch để đưa du khách Việt trở lại đất nước Hàn Quốc sau hơn 2 năm gián đoạn vì đại dịch. Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc KTO tại Việt Nam, kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, visa du lịch ngắn hạn C3 dành cho các đối tượng như điều tra thị trường, tư vấn cho hoạt động thương mại, du lịch, điều trị y tế, thăm thân, tham gia hội họp được cấp trở lại cho khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc, sau khi tạm ngừng từ ngày 14 tháng 3 năm 2020. Với việc cấp trở lại visa du lịch cho du khách Việt Nam, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc KTO tại Việt Nam đồng thời triển khai chiến dịch Travel to Korea Begins Again, với nhiều hoạt động đa dạng dành cho du khách Việt Nam cũng như hỗ trợ đặc biệt dành cho các đơn vị công ty du lịch nhằm thúc đẩy sự hồi phục của thị trường du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam. Ngay từ khi có những thông tin về lộ trình mở cửa du lịch của Hàn Quốc, các công ty lữ hành Việt Nam đã lên kế hoạch chào bán các sản phẩm tour đến xứ sở Kim Chi với nhiều ưu đãi. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu này, du khách nhập cảnh vào Hàn Quốc vẫn bị bắt buộc phải xét nghiệm PCR trong vòng 3 ngày kể từ khi nhập cảnh, nên đa phần các doanh nghiệp lữ hành vẫn còn trong trạng thái chờ đợi cho đến khi có các quy định thông thoáng hơn. Ở nhân cái sự kiện ngày 1 tháng 6 là Hàn Quốc đã chính thức mở cửa và đón khách Việt Nam đến với hai thành phố đó là Giang và Jeju. Chúng ta không cần phải làm visa. Vì vậy là Vietravel sẽ tổ chức các cái chuyến charter bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh đến với Giang để đáp ứng cái nhu cầu. Khách hàng có thể check-in ngay cái thời điểm mà Hàn Quốc mở cửa để chúng ta đến với đất nước Hàn Quốc xinh đẹp ạ.